cha cha ra cha la 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 kỳ quá à. Ngủ không được, bắt người ta dậy sớm hoài à, khổ tâm ghê vậy chị hai à. Đâu có phải chị vậy đâu, chị ác vừa vừa. Chị ý là giờ chị chủ nhà, chị cầm đầu, chị muốn hành hạ người ta. Trời ơi, thiệt á, nếu như chị không buồn ngủ thì chị dùng lên chị phạt hai đứa nghe chưa. Không buồn ngủ muốn chết rồi, kêu ra là cái gì. Ngủ thì bấm chuông chi vậy? Chị đâu có bấm chuông. Trời đất ơi, chị không bấm, ai bấm? Ai bấm chuông? Ai trong cái nhà này mà đủ gan bấm chuông? Ai? Ai? Không phải là em. Là em. Gì vậy xoài? Ai? Em giỡn giỡn kỳ vậy xoài, hết cách giỡn rồi hả? Đúng rồi, sao em giỡn gì mà sống sượng quá vậy xoài? Sao em giỡn gì mà sáng sủa vậy xoài? Còn sắp bẩn mà. Thật ra thì em kêu mọi người vậy là để nói sao bây giờ. Nè, tự nhiên không không kêu mọi người dậy rồi đứng đó vậy đó hả? Em có muốn chị phạt em lao nhà một tháng hay không hả? Xử đi chị Cọc. Cái là gì nè, em thấy là bây giờ mình lớn tuổi rồi, mình phải tập thể dục. Em mới kêu mấy chị dậy để tập thể dục, tập thể dục để cho sức khỏe cường tráng nè. Đó, đúng không? Đó, nhỏ này đẹp mà nó điên. Vậy sao chị hai? Tự nhiên không không bấm chuông vào lúc sớm sổ dựng đầu mọi người dậy tập thể dục hả? Mọi người tính nó làm sao đây? Xử đẹp nó luôn chứ sao? Mày khùng hả? Đó, đó, em sai rồi. Chị em trong nhà với nhau mà mở miệng ra là xử này xử nọ giống như là giang hồ đâu có được. Không có xử nghe chưa? Vừa đủ sữa, vừa đủ. Ai về nhà nấy. Sao chị tàn nhẫn với em quá vậy? Chị Đủ. Em có này muốn nói chị nè. Thí dụ như mà bây giờ em ở nhà làm nội trợ chị luôn, chị thấy sao? Trời ơi. Có sao không? Xém chút xíu nữa đứt tay rồi đó. Em thí dụ thôi mà. Thí dụ gì kỳ cục vậy? Nè, ta tự nhiên cái mọi bữa đi làm á, năng nổ xông xáo. Rồi cái bữa nay tự nhiên cái đòi thí dụ ở nhà là sao hả? Đúng rồi đó. Em có biết không? Một mình chị nè, ở nhà làm cái công việc nội trợ như thế này á, là chị cũng thấy tuổi thân tuổi phận lắm rồi. Tự nhiên em đang làm một cái công việc rất là hay ho, bao nhiêu năm nay em sống chết với nghề, nghĩ sao bây giờ tự nhiên em đi bỏ nghề vậy? Đúng rồi. Nè, đang giấu mọi người chuyện gì phải không? Đang gặp chuyện gì phải không? Em chỉ thí dụ thôi mà, hai chị làm gì căng thẳng quá vậy? Chị thấy á, cái nghề báo á là đam mê của em, nó sống chết như nghề báo rồi, đúng không Đủ? Đúng rồi đó. Nói tóm lại á, là em nên suy nghĩ kỹ lại đi. Không thể nào có cái chuyện mà em lại muốn ở nhà làm việc nhà. Chị mong muốn đi làm muốn chết đây nè, không có đi được nè. Biết rồi mà. Kiểu này á, làm sao mình có thể nói ra chuyện mình bị đuổi và quyết tâm từ bỏ nghề phóng viên của mình đây? Thôi, bây giờ em đi lên phòng á, lên đó kiếm đề tài cho bài viết của ngày mai nè. Em sẽ quyết tâm vì nghề báo. Quyết tâm. Đúng rồi đó.
chính xác, quyết tâm. Cố lên đó chưa? Tướng đi này quen quá vậy. Tướng đi này là cái tướng đi có chuyện gì đây nè? Gõ cửa không kêu à, mà còn ha nhìn tới nhìn lui. Sao cái phòng của em mọi ngày thì bề bộn sách vở lung tung ở dưới đất, sao bữa nay nó gọn gàng quá vậy? Em thấy lâu rồi không làm vệ sinh, em làm vệ sinh cho sạch sẽ. Thôi ai như ai kia, từ ngày mà ha dọn cái phòng mới ở với chồng á là quên luôn cái nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Ủa sao em nói cái gì đề tài? À thì kiếm đề tài rồi mà kiếm hoài suy nghĩ hoài không có ra, thì em vận động thân thể một chút, dọn dẹp lau chùi để cho sức khỏe dồi dào rồi có ý tưởng được không? Chị làm gì giống như là điều tra em vậy hả? Em không bí mật gì điều tra đâu nha. Trời chị vừa nhan sắc của chị sao hôm nay tàn phai quá vậy? Cái mặt của chị á nó mập lắm, nó như là cái bánh bao gì đó. Chị không nhẹ thiệt, lại câu kiến đi. Thấy chưa, tại vì anh Quẩn đó là chồng của chị, ảnh sợ chị buồn anh không nói, còn em trung thực lắm, em nói thiệt luôn á. Thôi được rồi, chị về phòng, chị gọt mặt thôi. Chị kỳ vậy ta, cảm ơn em nha, cảm ơn em nha. Đi, nhanh đi. Chị không được đụng vô đồ của em. Chị buông ra, buông ra. Chị không buông ra. Chị vô. Không mà sao tự nhiên lại đánh đập chị ba chị vậy hả? Trời ơi, chị phạt nặng nó giùm em đi, đau quá. Xoài, nghe chị hỏi, tại sao em lại hành hung chị ba nặng đến vậy hả? Em đâu có làm gì đâu. Trời ơi, còn không làm nữa hả? Chính mắt chị chứng kiến, đè nó ra đó, anh lấy chân em đạp lên vậy mà em còn nói nữa. Mấy người này kỳ quá à. Em á, là em chỉ vô tình thôi rồi em xô chị ra. Nó xô em ra xong rồi nó luôn lấy chân nó đạp lên chân em. Chị chính được rồi, thôi, chân em à. Nó có cố ý đâu. Thôi được rồi, không nói nữa. Cả hai xuống nha. Chật. Nè, em có biết á là em phạm một lỗi rất là lớn không Xoài? Từ xưa đến giờ trong gia đình Ngũ Quả, lề luật trật tự là phải kính trên nhường dưới và yêu thương nhau. Vậy á, mà em nỡ lần nào em làm bị thương con Dừa như vậy, em có biết là tội em nặng lắm không? Em sẽ bị phạt theo cái nội quy của gia quy là... Nè, cái nội quy của nhà mình không có cái điều đó. Nè, trong bản nội quy không có cái điều về bạo lực, sao vậy? Không có, thì chị làm chứ có. Nè, hai chị đừng có ỷ lớn mà chơi gian với em nha. Nội quy không có thì không được thêm, em không cho phép. Chị là chủ gia đình, chị muốn thêm thì thêm chứ. Như vậy chị sẽ phạt em theo cái điều thôi. Thì bây giờ em nói luôn á, lã ha. Thì em lỡ em uẩn chuyển cái ra khỏi phòng em thôi à. Trời ơi, nó lỡ, nó uẩn thôi mà em muốn xung bà chè luôn đó. Đừng có la lối không xùm nó, nhức đầu quá đi. Bây giờ em sai, em chấp nhận. Thì bây giờ em xin lỗi chị đi. Rồi có gì coi như huề. Trời ơi, nó làm em muốn gãy xương giờ, nó xin lỗi nhẹ. Thôi chị sẽ xử em theo cái điều chị mới vừa bổ sung. Thôi khỏi xử, đó khỏi xử. Xin lỗi xong, đi mua cao dán thôi chị, về dán. Vậy nha, quyết định vậy nha. Nè, em bỏ em đi đâu vậy?
thì bây giờ em phải đi lấy tình gấp á. Sao mà có gì em về mua cho chị đó cao dáng nha chị nha. Nè ê đi lấy tình gì mà mặc đồ ngủ vậy hả? Trời chị hai coi đó, chị đi lấy tình mà nó mặc đồ ngủ trời ơi. Nhiều khi á nó đi lấy tin ở trong khách sạn á. Trời ơi, khách sạn nam viên mà. Ủa khách sạn nào tin là tin gì? Trời ơi em tức quá. Ủa sao năng nổ quá vậy? Ờ đúng rồi em da bộ đó. Khỏe mạnh quá vậy? Em da bộ đó. Để thấy đau mà. Dạ bộ. Ui chị mà hồi nãy giờ hả làm chị tưởng thiệt không à? Nói em với con Sòi có vấn đề gì? Nói chung là hiện giờ em chưa tìm được một cái bằng chứng xác minh thôi. Chị chờ đi, em sẽ tìm được một bằng chứng xác minh, lúc đó em sẽ nói chuyện với chị. Con này đặt tên dừa mà cái gì nó cũng lố hết trơn trời. Trời ơi còn sớm quá vậy, làm sao mà hết một ngày đây trời. Mau mau tối đi cho tôi còn về nhà nữa. Tối đi. À, nguyên một vườn hoa. Cái vườn này nha, bây giờ mình sẽ ngồi đếm. Mình đếm từng cọng, từng cọng, từng cọng. Hết cái vườn này là trời tối rồi. Một cọng, hai cọng, ba cọng, bốn cọng, năm cọng, sáu cọng, bảy cọng, tám cọng, chín cọng. Cái gì vậy? Chị hai. Hả? Chị. Cái gì vậy? Là người lớn nhất trong nhà, em không phải báo cáo cho chị biết. Đủ nữa có em đây càng tốt. Ố kìa, nhân vật chính đã về rồi. Em có thấy cái này là cái gì không? Chị hai à? Thôi, chị cho em luôn á. Mọi người biết không? Em Xòa đã bị đuổi việc đó. Theo cái kinh nghiệm bị đuổi việc của em chỉ cần nhìn sơ hứng sơ là em biết bị đuổi việc à. Em sao đi bị đuổi việc rồi chị hai à? Xoài bị đuổi việc rồi chị hai, phạt tiền Xoài giống như kiểu với chị phạt tiền em vậy đó, chị chưa? Như này là quá đen á, phải á? Em bị đuổi việc thì sao hả chị hai? Phạt tiền đi. Không thể ngờ được em Xoài nó bị đuổi việc là nó mất việc, là nó mất một cái nghề nghiệp của nó. Đó là nỗi đau, một sự mất mát vô cùng lớn. Tại sao em không yêu thương, không chia sẻ mà em lại chà đẹp, em lại vui mừng, em lại hân hoan trên nỗi đau của người khác? Nhưng mà em vô cảm quá dừa. Em là người có kinh nghiệm bị đuổi việc nhiều, em hiểu nỗi đau nó lớn như thế nào mà. Nhưng mà tại hôm bữa em khác, Xoài khác. Xoài nhạy cảm, còn em không có cái dây thần kinh nhạy cảm. Đủ. Em là người công bằng đó. Em nói đi, rõ ràng là chị hai cũng phải phạt tiền Xoài giống như phạt tiền chị hôm bữa đúng không Đủ? Đúng không cưng? Em không ngờ, chẳng những chị không có cái dây thần kinh nhạy cảm, mà chị cũng không có cái dây thần kinh xúc động chị nhân văn trong người của chị nữa. Chị nghĩ sao vậy? Người ta bị đuổi gì? Em thấy cái miệng của chị nói mà em không thể nào tưởng tượng một cái người chị có thể đối xử với em mình như vậy là sao hả? Em không bữa giọng về chị quá đi. Không bữa chị... Xoài, em đừng có buồn nữa. Chị rất là hiểu cái nỗi đau em phải chịu, cái nỗi buồn em đang mang ở trong lòng. Bây giờ em đang rất là sốc. Em đừng có nghĩ là em sẽ nghĩ không làm nữa. Không làm chỗ này thì mình sẽ đi qua tòa soạn khác mình làm. Còn nếu như mà không có cái tòa soạn nào mà nó nhận em thì em cứ yên tâm đi, em sẽ đi về nhà này. Dạ. Không,
chị xin lỗi em à, không phải là chị định chọc quê gì em đâu, mà chị định nói á là nếu như mà không có chỗ nào nhận em á thì em yên tâm đi, chị sẽ nhận em. Em sẽ ở nhà này để cùng với chị quán xuyến gia đình, chăm sóc nhà cửa, nấu ăn, giặt đồ, lau nhà. Hai chị em mình sẽ cùng có nhau để làm cho cái gia đình này ấm cúng và vui vẻ hơn, đúng không em? Trời đất ơi. La 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 la.